Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt mật khẩu Zalo. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Zalo nha. Rồi khi các bạn đã vào ứng dụng Zalo rồi, bước tiếp theo các bạn bấm vào cái biểu tượng hình đầu người cá nhân ở góc dưới bên phải màn hình chỗ đây, các bạn bấm vào một cái. Rồi sau đó các bạn bấm vào tài khoản và bảo mật. Rồi bước này các bạn bấm vào khóa Zalo này. Thì hiện tại nó đang tắt nha. Các bạn bấm vào. Rồi sau đó các bạn bấm bật đặt mã khóa. Ở đây các bạn bấm bật lên. Nhập mã khóa này. Thì bây giờ các bạn đặt cái mật khẩu khóa Zalo nha. Nhập lại mã khóa thì các bạn nhập lại Rồi bây giờ nó thông báo là bật tính năng mở khóa bằng file đi. Thì mình sẽ bật luôn nha. Mình bấm vào bật. Đó vậy là mình đã đặt mật khẩu Zalo thành công nha. Bây giờ thì mình thoát Zalo ra nè. Mình vào lại. Thì nó yêu cầu chúng ta là phải nhập cái mật khẩu hay là cái mã khóa này. Bạn có muốn cho phép Zalo sử dụng file đi không? Thì mình sẽ bấm cho phép. Đó, bây giờ thì nó sẽ xác nhận bằng file đi hoặc là các bạn phải nhập mật khẩu thì các bạn mới có thể vào được Zalo nha. Đó. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách đặt mật khẩu Zalo. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.